Đây này các bạn, hiện tại đây nè, con xe này là quay 50 nè. Con xe này nó cũng giặt nhiều anh em te tu tơ tả cho nè. Tới giờ nó cũng, tới là mình nó là giặt thế nè. Đây nè, các bạn tháo đi, thấy không? Thứ nhất là lên bình xăng 100, xài cái con nhỏ xíu nè. Đó, cái con nhỏ xíu luôn, cái xe không có găng ti luôn, mắc găng ti hoài vậy đó. Mà tháo, bây giờ mình tháo ra mình thay cái con này á, thì tháo con ốc ở đây ra nè, tháo ốc ở đây không ra luôn nè. Con ốc ở đây nếu mà lỡ tháo cái là nó gãy luôn. Đó, bây giờ mà không xử lý nữa, không có thay con này. Con này cho nó giữ yên luôn. Cái số nó vậy, nếu tháo ra là gãy, các bạn tháo rồi phải gãy đó là tháo ra bò ra phan ốc thôi. Đó, bây giờ thì cái lắc lưa này nó xài chỉ có 38 thôi. Đó, nó xài 38 thôi. Bây giờ mình sẽ thay cái lắc lưa này lên 40 42. Đó, còn cái này thì nó dư xăng quá trời, nó dư xăng luôn. Đó, nó dư xăng ở mạch chính thì nó 75, mình sẽ đưa nó xuống 72 xong mình sẽ gắn vô thử cho các bạn xem. Các bạn, đây là cái bếp 42 ha. Nó thì cái bếp phụ mình sẽ xài là 40 các bạn. Rồi mình tiến hành mình lắp ráp vô ha. Các bạn, sau khi lắp ráp xong nè, mình sẽ qua mình sẽ nổ máy cho bạn xem ha. Các bạn, cái con xe này nó giặt te tua nhiều anh em rồi nha. Con người tới mình là nó sẽ giặt luôn mình bạn. Đó, không có tài ba gì chăng. Rồi sau đây nè, mình sẽ nổ máy cho bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không? Ok nè, lúc này găng ti ok nè. Đó, găng ti nè. Đó, ok nè, thấy không? Lên ga ngọt nè. Đó, qua đề nó sẽ nhảy nổ luôn nè các bạn. Đó, mà đề không gần lên ga nè, các bạn thấy không? Nè. Đó, nổ máy nha. Đó. Nó có nhiều cái các bạn nghĩ nó đơn giản như vậy nhưng mà nó giặt te tua tơ tả nha các bạn. Đó, cách xử lý là mình xử lý như vậy thôi. Thì hồi nãy mình tính thay luôn cái co xăng này, nhưng mà cái co xăng này là con ốc này lâu quá nó xét. Nếu mà mình tháo giữ cố ý tháo nữa thì nó bứt bứt ngóc này, sẽ gã ra bò ra phan thôi. Đó. Nè, mình là Trần Bạn Giang. Video của mình ở đây là kết thúc. Các bạn xem video của mình thấy ok thì nhớ cho mình một like và đăng ký kênh Hồng nhé. Cảm ơn các bạn.